Thịnh Nguyễn mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Tổng giáo phận Sài Gòn giáo xứ Thị Nghè thông báo về việc gửi hài cốt trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và thể chất, đến công việc, sức khỏe, mạng sống của nhiều người, để góp phần hỗ trợ cho các gia đình có người qua đời trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Giáo xứ sẽ nhận hài cốt gửi vào nhà chờ phục sinh hoàn toàn miễn phí để cùng chia sẻ một phần nỗi đau khổ, sự mất mát của các gia đình, cho dù người trong hay ngoài giáo xứ. Vậy đề nghị văn phòng giáo xứ, ban chấp hành các giáo khu nắm bắt rõ tinh thần này để nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ với các gia đình có người qua đời trong thời gian dịch bệnh. Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi kết thúc dịch bệnh, giải bỏ phong tỏa với chỉ thị 16, cuộc sống trở lại bình thường. Sau khi dịch bệnh qua đi, sinh hoạt tôn giáo, thánh lễ cộng đoàn được cử hành, giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ cầu hồn trọng thể cho các tín hữu đã qua đời được gửi vào nhà chờ phục sinh, vì trong thời gian này do sự hạn chế của quy định phong tỏa cách ly, người Kitô hữu qua đời không thể được cử hành thánh lễ hay nghi thức tôn giáo. Giáo xứ xin thành kính phân yêu cùng với các gia đình, và thánh lễ cầu hồn trọng thể sẽ được thông báo sau. Thị Nghè ngày 9 tháng 8 năm 2021, cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã ấn ký. Xin like, chia sẻ, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn quý vị. Cầu chúc quý vị được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.